Sáng nay, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Tây Nguyên năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tham gia hội nghị có các cơ quan chức năng, đơn vị sản xuất, nhà phân phối trên địa bàn Đà Nẵng và ba tỉnh Tây Nguyên, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum. Đây là dịp để các doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh và các nhà phân phối gặp gỡ, kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ, đồng thời đẩy mạnh việc giới thiệu quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng thông qua kênh bán hàng trực tuyến, ứng dụng các giải pháp bán hàng đa kênh, góp phần kích thích tiêu dùng, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tại hội nghị có 60 bàn trưng bày giới thiệu hơn 100 sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm thương mại đặc trưng, ký kết hợp tác giữa các sở công thương của Đà Nẵng và ba tỉnh Tây Nguyên. Đây là một trong chuỗi các sự kiện thực hiện các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại có tính liên kết vùng, phù hợp với chủ trương, kế hoạch và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Đà Nẵng, là hoạt động kết nối giao thương trực tiếp đầu tiên của Đà Nẵng và các tỉnh Tây Nguyên sau thời gian dài ảnh hưởng vì dịch bệnh.